Nhà vườn Thành Nam xin trân trọng gửi lời chào đến tất cả các bác yêu cây. Hôm nay nhà vườn em xin gửi đến các bác một tác phẩm xanh dáng long. Đó, một số bác có thể gọi là xanh dáng siêu cũng được ạ. Bởi vì đây cái phần cây này nó siêu. Thì tác phẩm này có chiều cao từ mặt đất lên là 3m2 và tàn rộng là 3m8. Kích vanh thân ở đoạn gần này, đoạn này thì nó tầm khoảng 1m4. Rất là phù hợp cho những bác nào có cảnh quan sân vườn rộng, sân vườn nhà cổ, công ty hoặc khách sạn. Các bác có thể để ở hồ cá hoặc là có đồi cỏ thì cũng rất là phù hợp. Tay chi tay cành của cây thì được cắt giật cũng rất là kỹ. Cây rất là nhiều năm tuổi. Và ngoài ra các bác có thể chơi chim, treo lồng chim, treo nan lên cây. Và có thể đun và cây cho cây vào chậu, có thể ngồi dưới gốc cây để uống trà cũng đều được. Một tác phẩm xanh đã hoàn thiện thì các bác về chỉ việc chơi thôi, và các cái tán tay chi tay bông bên em đã cắt và định hình sẵn, các bác chỉ việc cắt theo thôi, và càng cắt thì giam quả cây sẽ càng trồi và càng đẹp. Rất là phù hợp cho các bác chơi ở khuôn viên rộng. Đây là phần mặt bên hông của cây. Mặt nào cũng đều đẹp. Một tác phẩm xanh dáng long. Đây là phần vành của cây. Một người ôm. Đây là mặt đằng sau. Thì hai mặt đều đẹp như nhau. Các bác có thể chơi ở vị trí nào cũng đều được. Tay chi tay bông của cây cũng rất là rụt rịt. Các đường cắt giật của cây cũng rất là kỹ. Một tác phẩm khủng như thế này mà tay chi tay đòn đều hoàn thiện thì cũng rất là ít, và để hoàn thành được cũng phải mất rất là nhiều năm. Thì nhà vườn em có nhận giao tận nơi, các bác nhận cây mới thanh toán. Và tác phẩm này em giao lưu chuyển tận nơi là 26 triệu ở trong bán kính 100 km tính từ Nam Định. Xa hơn thì các bác có thể phụ thêm cho em một chút, khoảng 500-1 triệu thì em sẽ nhận giao cây tận nơi cho các bác yên tâm. Bác nào ưu quý và muốn sở hữu luôn tác phẩm này thì vui lòng gọi điện lên số điện thoại em để trên góc màn hình, hoặc để lại số điện thoại nhà vườn em sẽ trực tiếp tư vấn hỗ trợ các bác. Kính chúc các bác một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an.